Cái trái dưa hấu của mình hôm nay thu hoạch được rồi nè các bạn. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Sáng nay mình ra vườn thì mình thấy mấy cái trái dưa hấu này nè, cái dây của nó cũng bắt đầu già rồi nè các bạn. Nên mình cắt thử một trái để coi coi nó chín chưa các bạn nha. Đây mình chọn trái nào đây. Trái này ha. Trái này cái dây già hơn hết nè. Cái này cái cuống cũng chưa khô lắm. Đợi cái cuống này nè nó khô á thì dưa hấu mà nó mới ăn được nha các bạn. Cái trái này nó lọt xuống cái võng luôn rồi nè, tại nặng quá hay sao vậy hả? Nó nằm vậy đi, cái võng nhỏ quá. Cái trái này nè nó khô rồi nè, để mình cắt thử trái này nha các bạn nha. Thử cái trái này coi. Cái này thấy héo cái dây nè. Dưa hấu á, thì phải cắt để vài ngày thì nó mới ngon. Còn với lại cái này nè chưa khô cuống nữa, nhưng mà mình muốn thử nha các bạn nha. Dễ cưng quá à. Nó gọi là gì, dưa hấu mini sugar gì đó. Mình không biết là vàng hay đỏ luôn á. Dưa hấu vàng mà nó có hột các bạn ơi. Cái này trồng cho vui thiệt á, chứ còn có hột như vậy ăn không có đã. Mình ăn thử coi có ngọt không nha các bạn. Tại vì nó nói là sugar mini gì đó. Ngọt. Mình thấy năm nay dưa hấu ngọt, là thấy bên nhà Ly Đình đó trồng nó cũng ngọt lắm. Nó mua trồng loại có không hột của các bạn ơi, có hột ăn không ngon. Nhưng mà nó giòn, giòn ngọt, chỉ có cái là nó có hột thôi. Cái này chắc phải xào ăn quá. Cái nào ăn sống được thì ăn sống, còn nào ăn sống không được mình xào nha các bạn nha. Có cái loại mình để ý, mình thấy cái loại mà màu trắng, cái bông màu trắng á, cái chùm của nó có nhiều nhiều trái lắm. Cơ mà mình chưa biết cái màu tím với màu trắng cái nào ngon. Nhưng mà mình chỉ thấy là màu 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 cái bông màu trắng đó, nó ra một lần á là cả năm sáu cái bông nó nở. Còn màu tím đó thì nó có một cái thôi, hai cái chứ. Màu tím thì nó ít hơn. Cái này là bị chết. Ôi da, có trái non thì rất là non. Còn có trái cũng bị hơi lố, hơi già. Mình chỉ trồng được có mấy trái vậy thôi mà mình đã vui lắm rồi nha các bạn nha. Đó, bây giờ thì chắc qua thu hoạch khổ qua đi. Khổ qua là thu hoạch nhiều, nặng nặng nhất. Mình chuẩn bị thu hoạch khổ qua nha các bạn. Trái khổng lồ luôn. Rồi. Mình phải đi theo thu hoạch khổ qua là mình phải dùng cái rổ này nè. Cái rổ này nó cứng nên mình mới 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 đựng được khổ qua. Thu hoạch khổ qua là phải chui xuống lùm. Đó, đây cái lùm của mình nè. Cũng sắp tàn rồi, bớt bông rồi. Đó. Hình như ô da chết cha rồi, bữa nay tối tăm quá. Tối tăm quá luôn rồi. Hai mà hai không có được hái, không có được trái lớn nữa. Trái với lại nó nhiều trái quá thì nó sẽ không có trái lớn nha các bạn nha. Bây giờ mình hái các bạn nha. Ôi chú trời, có những trái trong này nó cũng đỏ tươi rồi nè, có trái cũng đỏ luôn nè.
Vô này muốn sợ me luôn thiệt. Mấy cái trái đỏ thì mình sẽ lấy hột, còn cái trái xanh thì mình sẽ ăn. Năm nào cũng trồng vàng khổ qua hết đó các bạn, nhưng mà năm nay á được cái là nhà mình đông người lắm nên có bao nhiêu mình cũng cũng tiếp thu hoạch được hết. Hello. Cười lắm đó, mình đang thu hoạch cái có một con chó nó đi ngoài đường á các bạn, cái nó thấy mình kéo rột 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 cái là cái phản ứng tự nhiên của ảnh là ảnh lủi vô ảnh kiếm mình liền, vui ghê. Mấy cái này phải hái thôi, hái xong cái mình hái xong cái mình chạy về bên bên nhà bên kia. Năm nay hả, chính bản thân mình chưa nấu một nồi canh khổ qua nào luôn á, tại vì đi ăn ké không à. Mình mới hái ở trong phía trong lùm thôi mà nó đã dày rồi. Chuẩn bị ra ngoài. Đợi cái nón lên cái đã. Giờ thì mình đi vòng vòng ở bên ngoài mình hái nha các bạn. Đó, đang cá như nào này hay hái là cũng ăn được. Cũng để chín nè, lại đâu có thấy đâu. Nếu không cong ra phía này là không thấy nè, thấy chưa. Ôi da. Giờ đi ra ngoài phía phía sau nữa, còn ở bên hè, còn bên hàng rào nữa.